Hello, xin chào mừng các bạn đến với Channel Mana. Mình là GTV đây. Trước khi vào video, bạn nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký channel cho mình. Và nhớ qua đăng ký ủng hộ tất cả mọi người trong team mình tối nha. Và trước khi bạn đăng ký, bạn cũng nhớ click vào cái chuông và cũng mà chia sẻ video tới tất cả mọi người bạn các bạn ha. Ok, thì giờ bắt đầu vào video thôi. Ôi giời bạn ơi, chán quá à. Giờ chắc ra làng chơi quá chứ mình không biết ở nhà mình không còn gì chơi đó. Rồi, ủa cái gì vậy? Khoan bạn nhìn kìa. Cái gì vậy? Từ từ mình ra ban công mình xem đã. Ủa, hôm nay làng có tổ chức gì mà có mấy cái gì mà anh dưới này bóng bóng quá bạn ha, nhìn gì ghê vậy? Trời ơi, đợi chút xíu, đợi mình đi ra giữa làng cái đã, đi ra nhà cái. Mình phải ra cái đó coi coi. Ủa, tự nhiên có mấy cái bong bóng gì nhìn ghê vậy? Để bong bóng, tức là cũng phải đủ màu sắc, tự nhiên nó có cái mặt đơ à, chứ có sợi dây. Làng bị gì vậy ta? Ủa, anh như tổ chức tiệc hay là làm cái gì vậy? Trời ơi, nhiều mà quá trở lại mày. Trời ơi, ai biết đâu, tự nhiên mới sáng ra mở mắt vậy, bong bóng không mà đập cái gì vậy? Trời ơi, ông hát đập vui vậy? Ủa, ai bà làm trò gì ở đây vậy? Ủa, đây ông có bày trò gì không vậy? Ủa, đâu, mới sáng sớm ra định chán quá, trong biết nhà làm gì ra giữa làng có cái gì vui, tự nhiên tôi đứng ngay trong nhà tôi thấy mấy cái bong bóng này bay lên. Đập ấy chứ, tự nhiên sao rác bong bóng như vậy? Ủa, đâu rồi? Anh Nha về thấy anh Nha chửi chết, trời ơi, đập ấy, đập ấy. Ảnh thở thường mà. Ê, đi qua đây, đi qua, hình như nó chậm đi đâu vậy? Đâu hả? Kìa, theo cái đường bong bóng nè. Đúng rồi. Bóng à, kìa. Ui, ra đây xem nè. Dạ, đậu. Trời ơi, dẫn đi đâu gì? Rồi, ủa, cái này nó hình như đang dẫn đi đâu á. Nhìn kìa. Tôi đâu biết đâu. Ờ cái đó, khoan, có gì đó vậy? Ôi, tôi thấy có cái canh cửa gì đó giống như cái giếng nè. Ủa cái giếng đó có gì ta? Tôi đâu biết đâu, thôi nhìn kìa, đi xuống dưới đi. Ê! Trời chưa mà, có cầu thang mà, làm gì vậy? Ủa? Ủa đường cầu gì thang hả? Ai biết đâu. Tôi tính hiến tế nhìn kìa. Hiến tế bả luôn à. Mấy bà hay quá ha. Dạ sao, giờ đi xuống tử không? Không biết, tự nhìn thấy tối tối lắm á. Tôi thấy nghi quá. Tôi thấy nó sâu. Thôi ba tôi về. Ê, đi về gì? Quay lại đờ xuống thử chứ, tự nhiên bong bóng này nó trôi lên lại nồi nha, về chửi hết ba đứa luôn á. Rồi. Đúng rồi, bà hay quá. Ê, ô, bà xuống đi. Trời ơi. Bà xuống rồi, giờ sao đây? Bà xuống rồi. Giờ bà xuống đi, tới bà đi. À, trời ơi. Vậy ôi. Ủa ba rớt xuống rồi. Rồi, xong rồi, giờ tử mình cho các bạn. Ui giời ơi bạn ơi, giờ mình xuống đây. Ủa trời gì ghê vậy? Gì? Từ. Ui, ê chết rồi, chết rồi. Rồi, ủa. Để đâu đây? Ủa gì vậy? Trời ơi, cái tiếng gáy hoài vậy. Ủa gì vậy? Ủa sao zombie quá trời vậy? Ủa tiếng gáy đâu ai vậy trời? Ủa mình đang ở đâu vậy bạn? Trời ơi, nãy tự nhiên bị té xuống cái hố ấy. Mình đang ở đâu đây? Ủa, sao ở trong tàu rồi? Ủa? Ở đâu vậy? Ủa, trời zombie nó bu quanh kia quá trời kìa. Ủa bên kia. Ủa cái gì? Ai ơi. Ủa, tự nhiên bị nhốt trong đây rồi. Tại sao ra? Ai biết. Ủa, ý trời, bà bị kìa. Bà bị bu kìa. Ôi trời. Trời ơi, tội nghiệp. Ê, bà có cái gương kìa. Ê, bà có gương kìa, trong đó có gì không? Ê, tôi kiếm với lại mấy miếng thịt. Kiếm miếng thịt ta không biết. Ủa, cho tôi không có gương nào ta. Rồi sao? Ai bị bên đó bà có gương gì không? À, có. Gì vậy? Trời, tiếng bà nhỏ xíu vậy? Đó, bà lên đó nó nhỏ quá. Bà nói gì vậy? Nói lại coi. Sao quá, đó, mấy người tốt bên kia đó. Ôi trời dạ. Có đồ không? Có. Trời, có kìa, giờ sao đây? Ý, coi, à, gương nó giấu dưới đây á, đậu xanh tiền. Ý, tôi được một cái cúp đá, ý, cúp gỗ với một cái kiếm đá à. Ê, đâu, phá cửa hả? Phá cửa phải không? Ok. Trời, tôi bị bu nãy giờ nè. Rồi, được rồi. Nó bu qua mình rồi các bạn. Từ từ bình tĩnh. Tỏ lắm á. Đánh nó. Mày. Trời cảm ơn. Mày. Ra đây. Ủa đẹp. Mày lì. Dám ép tao vô đường cùng mày hả? Đánh nó. Ủa con này lì. Ủa giờ sao đây? Con này cũng lì. Trời bà gì bà? Ý hình như chỗ này bị khóa rồi. Giờ kiếm thử cái gì ra cái chìa khóa rồi. Ê, hai chị tự nhiên có cái rương trên đây nè. Ủa rương gì? Ủa? Ê, rương gì vô nhiên vậy? Nó có cái cần gạt nè. Ê, có cần gạt nè. Đâu, thử coi. Trời ơi, mở đi. Sao cũng có vậy? Trời ơi. Kìa ơi, khoan. Bà ơi. Cái gì đây? Dạ, trời sao quá. Thử nha.
Trời, rồi chết xong luôn. Chết rồi. Rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Bị thêm mấy con, hình như bên kia có mấy con bắn đó kìa. Trời ơi, nó bắn kìa, nó bắn kìa. Qua luôn bạn ơi. Bắt cua. Đi qua, ê, mình qua được rồi. Mình qua được rồi bạn ơi. Trời ơi, nhảy bắt cua rồi vậy hả chị? Trời, nó ném ai biết đâu. Trời, mình phải nhảy qua kia lắm các bạn ơi. Nè, ê, trời té rồi. Trời tất tiệt chứ. Ôi trời, mình số nghĩ đâu đây. Trời giờ đâu. Coi chừng á. Ê trời, té rồi, cái gì? Sao này khó vậy? Đậu xanh thiệt chứ. Ai làm cái trời này vậy? Ui, coi chừng á. Tôi cũng rớt rồi. Mình cố gắng bắt cua quay lại rồi đó. Ê, nhảy qua. Được rồi nè. Một cái nè. Bên đây. Dạ. Qua được rồi. Ê, chết kẹt. Rồi, xong rồi. Ê, rồi, té luôn. Ơi. Cái gì vậy các bạn ơi? Trời, cái vụ gì đây? Giờ phải đi chơi bắt cua là sao? Ê, trời ơi, té rồi. Xong tiêu tôi rồi. Rồi, cái gì mà hai bạn nhảy nhảy xuống chung. Nhảy xuống chết chung vậy? Chị em có số của má. Trời ơi. Ê, nhảy qua luôn. Thôi, tôi nói vậy mà công gì cho mày tưởng tôi không coi bả là chị em nữa. Ê, qua được rồi, tôi qua được rồi. Ê, qua. Trời ơi, qua được rồi. Ôi mẹ ơi. Trời, chỗ này như không có mấy con zombie nó chọi các bạn. Chỉ có mấy đợt kia thôi kìa nó chọi các bạn. Trên trời nó tối nó chọi qua kìa. Ôi nguy hiểm quá. Chạy qua, đúng rồi. Chạy qua. Ê, cái gì vậy? Rồi, xong. Tới chừng nào đấy bạn ơi. Ôi, hên quá. Rồi. Ủa, bên đây có cái cần gạt nè. Ủa, mình như này đi tiếp bạn. Có lên đi chứ. Trời, đúng rồi. Trời ơi, dở vậy. Mình ngủ một giấc đây, đợi chừng nào mấy bả xong á bạn à. One hour later. Ủa quá. À, trời. Rồi được rồi bạn ơi. Trời đất ơi. Trong một khoảng thời gian chờ đợi của mình thì bả cũng đã được xong rồi. Nó vòng một tiếng đồng hồ. Rồi. Dạ. Gì em? Trời, bả nói không nghe gì luôn rồi. Bả nói hết nghe được trời. Gì à bạn ơi. Bả nói là nghỉ chơi rồi. Vậy. Đi, cố tránh cái. Ủa coi cái này là gì đây? Ủa gì vậy? Anh như mê cung. Theo tôi thấy là cái này cái mê cung. Anh chia như mê cung, chia ra đi thôi. Ủa, này đi đâu ta? Đó, đường cột. Ở đường cột. Trời, mê cung thiệt á trời. Mê cung, giải đi, dùng đầu óc trí tệ mà giải đi chứ. Trời ơi, chóng mặt quá. Ủa trời, đi đâu đây trời? Ủa, mình đang đi đâu? Ôi! Ủa, bên đây có cái gương gì nè? Ê, mình đứng đây mình thấy đường mọi người nè bạn. Trời ơi, không biết đường đi nè. À, có cái chìa khóa. À, cái gương này chứa chìa khóa bạn ơi. Ủa, hello. Ủa, sao bà qua đây vậy? Tôi đâu biết, tôi đi vòng tiền chứ tôi lọt vô đây à. Kỳ vậy, đi vòng lọt vô. Ủa, đường cột vậy? Ủa, cửa chỗ nào? Ở đây nè bà. Ủa, chỗ nào? Đâu, từ từ. Bên đó à, để ông biết có chỗ này có đường qua không đó. Anh đi đây nè. Quay lại đường cũ. Ủa, đường cột, đường cột. Chỗ trời, nào, chỗ đâu, nào. Đâu gì bên đây. Trời đâu, 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 đâu. Ông mù đường mình đó. Bả che hết trơn. Ủa. Ủa rồi, ai? Đó vậy? Máy bay gì chứ dạ. Cái gì mà qua đó vậy? Ủa, còn bên đây là gì đây? Màn cuối hả? Giáp. Ủa, có giáp hả? Ủa, giáp các bạn ơi. Ui. À, như mình ngươi chuẩn bị phải chiến đấu một cái gì đó rồi. Ê, từ từ, mình lưu lại vị trí cái, lưu lại cái bạn ơi. Lưu lại. Tôi cảm thấy
gì đó không tốt cho lắm. Ồ, thuốc vào máu nè. Cũng thấy có điềm đó. Ung tóc vàng, trời quá trời luôn. Sao lại hấp tao này. Trời, lấy gì giờ tao bà. Ủa, không có kiếm hả? Nói nhiều quá, nói gì trời. Có kiếm không? Có. Cái gì đó không hề vui. Có, nằm đây nè. À, kiếm cung với mũi tên hả bạn? Ok, trời ơi. Mình Nghi phải chuẩn bị đấu với con quái vật nào đó rồi. Đâu, 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 cho mình chuẩn bị coi. Ok, ok, ok. Dạ. À, giờ sao đây? À, gì vậy, gì vậy? Không vô đâu, không vô đâu. Cái gì vậy? Trời, vô trước đi. Ô, con cái gì vậy? Vô trước đi. Vô trước không? Chính là nó sợ. Từ từ, mình nhỏ. Ủa, nó nhỏ hơn tôi mà. Ê, khoan, khoan, ủa? Con này có đâu sợ ta? Ê, nó chạy kìa. Ủa, gì vậy? Ê, ê, cứu, ai bà chơi trò gì vậy? Ê, mình bị bay hả bạn ơi? Vô cho. Chơi trò gì? Trời ơi, đây có mấy con khổng lồ nè. Ê, chơi gì vậy? Có chơi, biết chơi trò gì đó. Đi vô nhanh đi. Trời ơi, trời, thấy chưa, đi vô nhanh. Trời ơi, mấy bạn. Tôi sao không có mấy mùi sắc lắm. Đi vô nhanh lên. Tới, trời ơi. Ôi, đánh đánh nó. Trời ơi, nhìn. Ủa, một con. Con này nó nhớ tới gì? Ê, con này nó bị kẹt hả bạn ơi? Mày nè con, kẹt nè. Ê trời, đúng rồi. Tao bị bay. Ê, chết mày bị giếng tơ. Trời, bị bay luôn. Ôi, con mấy con này nó to quá bạn ơi. Mày bay. Ê trời, nó quật một cái mình gần nữa, mình chết luôn á. Ăn tao bạn vô. Mày nè con. Mày nè. Lì một con, còn con nữa kìa. Bên đây nè. Con lì. Ủa sao nó bị đứng lại? Cái gì vậy đánh tôi? Ủa? Mày lì nè. Ai đánh không? Lì. Ủa trời, nó đánh kìa. Ủa trời, nó đánh. Nó đánh nhìn kì kìa bạn. Hình như đánh phía sau lưng á. Mày nè. Trời. Ờ nhìn kì, bá bị. Trời bị quật kìa. Trời bị quật kìa. Bắn cung để coi nó chết không. Ê trời. Một lì này chết đi này. Hình như cái cục đá đỏ sau lưng á, bắn vô cục đá đỏ sau lưng á. Cái gì chui lên đó trốn luôn rồi. Nó dí Vinh kì á bạn ơi. Trời cung coi úi rồi. Cái gì vậy? Dạ, ủa giờ không có đường thoát, giờ kiếm sao đây? Ai biết. Trên đây nè. Ủa nổi lên. Ê hình như đi lên được á, đi nhanh. Ê trời ơi, gì té tôi vậy? Chết tôi về tạo cào quá nha. Chết tôi về với hương quê đi. Làng xin tố thân yêu tôi về. Trời tố tôi à. Thôi đây. Thôi về đi trèo lên đi. Gì vậy? Không có đường đi. Thôi tôi lấy block, lấy đá. Đi luôn kìa. Đào lao lên đi trời. Chết rồi. Tôi khổ quá mà. Trời. Em đừng có đánh tôi. Ok bạn ha, thôi được rồi, tao video mình tới đây cũng đã dài rồi. Thì mình xin cảm ơn bạn đã video mình ha. Nếu như vậy nào tới thích video này của mình, nhớ lại like, share, chia sẻ, đăng ký channel mình. Giờ thôi mình bắt đầu đi lên đi về đó bạn ơi. À được mấy con quái vật ấy. Còn bắn tôi nữa, đậu xanh mà. Ai, còn bắn nữa nha, đậu xanh tôi bắn lại bây giờ. Lì lợm à. Ok, bye bye bạn nha. Và chúc bạn một ngày tốt lành. Tạm biệt.